trong 15 thành phố đẹp nhất thế giới. Chương trình nghệ thuật sắc màu di sản nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An và khu đền Tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới. 10 năm Cù Lao Tràm, Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu tặng hoa tới ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hội An và đại diện tạp chí Trevor và Leisure khu vực châu Á hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục. Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc được tổ chức vào ngày 4 tháng 12 năm 1999 tại thành phố Marrakesh, Morocco. Đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn đã chính thức được công nhận và vinh danh là di sản văn hóa thế giới. 10 năm sau, ngày 26 tháng 5 năm 2009 tại đảo Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyền của UNESCO chính thức công nhận Cù Lao Tràm, Hội An là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Hai sự kiện này là niềm vinh dự tự hào và là sự ghi nhận của UNESCO cho những nỗ lực to lớn của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn và tài nguyên thiên nhiên, lễ kỷ niệm với mục đích tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam nói chung, đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyền thế giới Cù Lao Tràm, Hội An nói riêng đến với bạn bè trong nước, quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức và sự đồng thuận của cộng đồng chung tay góp sức tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên cho thế hệ tương lai